Quốc giỗ đang đến gần và kế hoạch tổ chức lễ hội Đền Hùng năm 2022 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, vùng đất tổ chính thức thông qua. Lễ hội tổ chức trong 5 ngày bắt đầu từ mùng 6 tháng 3 đến hết ngày 10 tháng 3 âm lịch. Chủ đề của Giỗ Tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm 2022 là Linh thiêng nguồn cội, đất tổ Hùng Vương. Do dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp nên phần lễ được tổ chức trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 10. Về phần hội, sẽ không tổ chức các hoạt động tập trung quá đông người, chỉ tổ chức một số hoạt động liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương như đánh trống đồng, diễn xướng hát xoan, múa rối nước, bơi chải truyền thống. Năm 2022, tròn 10 năm UNESCO công nhận, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Do đó, hoạt động kỷ niệm cũng sẽ được lồng ghép trong lễ hội Đền Hùng.